Đây là tải 20W kết hợp với cả G7T. Bạn để ý cái dòng bạn thấy là cái dòng nó nhảy 39, 45, 47, nó không ổn định 77, 83, 82, 77. Bình thường thì nó chỉ nhảy khoảng độ 0,02 đến 0,03 thôi, nó không bao giờ nhảy qua 0,1 như này. 19, 1,07, 1,05, 1,95, 1,97, 1,05. Có nghĩa là cái mức độ dao động của nó khá là lớn. Giờ ta sẽ test với cái tải 15W này. Thì bạn thấy là cái dòng đứng 1,02A rất là đứng, không bị nhảy. Thì có thể là cái thiết bị đo dòng này với cả cái tải này nó một vấn đề gì đó, nó bị xung đột với cả với nhau vì xung điện nên là nó sẽ bị tình trạng như vậy. Tuy nhiên cái vấn đề này sẽ được khắc phục nếu mà bạn sử dụng cái bảng G7T nâng cao. Dụ nếu bạn sử dụng bảng G7T nâng cao như này thì nó lại không bị xung kiểu như vậy. G7T nâng cao. Thấy là đối với bản G7T nâng cao này cái dòng nó khá là ổn định, không bị nhảy. Vì vậy hoặc là bạn kết hợp giữa G7T nâng cao và cái tải 25W hoặc là G7T thường và cái tải 15W này, tùy bạn chọn.